Đúng rồi, ở đây chúng tôi gọi là kênh văn hóa. Ủa nhưng mà tôi thề với anh em, đi cái phố Bùi Viện ấy với cả cái đoạn mà mấy quán ăn ở quận 1. Nhìn 20 em mặc 20 con giống nhau luôn, đứa của nó luôn đấy. Kiểu đi mẹ sinh kiểu sinh 20 với sinh 30 người cùng một lúc ấy. Vãi cả đái. Giống nhau đấy, mũi đúng kiểu mũi cao luôn. Nhìn bà lão như bà lão, ngực mẹ bơm hết. Ui sợ thật, đúng mà Sài Gòn đất ăn chơi mà. Mà có một cái kiểu ấy nhá. Nghĩa là trong đấy người ta làm bao nhiêu người ta tiêu hết luôn á. Chứ tôi thấy mấy ông mấy bà mà kiểu chơi ấy, nhà lụp xù luôn, kiểu không tiết kiệm nhà xây nhà gì như ở ngoài Bắc mình đâu. Kiểu người ta có bao tiền người ta xả láng hết. Có vlog nha mọi người. Okay. Nhưng mà vlog anh em phải hiểu đó, cái vlog là quay ít lắm, tại vì chơi không à. Toàn đi chơi không à, đâu quay gì đâu. Mà thề luôn, có dám cầm điện thoại ở ngoài đường quay đâu. Vừa mới đi taxi ấy, Grab ấy, đứng alo gọi điện. Alo. Anh taxi ra bảo: "Đây không phải là Hà Nội đâu em ơi, cất cái điện thoại đi." Uầy, sợ vãi đái đi, mẹ cất luôn. Duy bắt nét nhỉ, nói đúng luôn. Ơ thật mà. Không, Duy nhìn là Duy biết á. Kiểu mấy kiểu anh chị hoặc kiểu các bạn hoặc là chơi chất tí ấy. Đi về nhà lụp sụp vãi đái luôn, nhưng mà mẹ đi ăn chơi có thiếu cái gì đâu. Chơi toàn kiểu chơi mắc binh luôn á. Không như người Hà Nội mình. Người Hà Nội mình không xả láng thế á. Toàn kiểu mẹ mày thằng nào biết thằng đấy thôi. Thằng nào cũng kiểu mẹ mày làm xong là dúi hết vào người thôi, đâu có chơi gì đâu. Hà Nội là làm một tháng chơi một lần, còn Sài Gòn là một tháng chơi 10 lần. Vãi đái thật. Nhờ vui thật, trời ơi, lần đầu tiên vào Sài Gòn mà má là đúng vui luôn á. Anh em chuẩn bị gọi dần đi. Anh em chuẩn bị nhìn cái profile gọi là Duy Đức Duy đó, mở ngạc Duy Còm Lucky Man, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ôi, đường của nó luôn. Không, bà mắc vẫn còn. Đây. Đây nhá. Cho tất cả những cái thằng mà bảo tao vào Sài Gòn mất điện thoại nha, bà mắc vẫn còn, ok chưa? Nó chặt tay lấy điện thoại thật đấy. Really nigga. Điên à, làm gì mà đến lỗi chặt tay, lòi quá thế nhở. Nhưng mà người ta tiêu được kiếm thì ai bảo người ta không tiêu, à không kiếm được đâu. Nhưng mà người ta tiêu kinh hơn ngoài Bắc mình. Đồ Duy giảm đứng. Uầy, thử thách 24 giờ live stream ngoài đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm bằng nhà rồi, phải là chân. Uầy, quả đấy triệu view luôn đấy, quả content đấy triệu view luôn đấy. Ok. Ăn xe đi, ăn xe. Ok. Anh đi, nó mất đắp kìa. Anh chết cha bây giờ. Lùi luôn, em lùi đi. Em lùi. Anh giết nó rồi. Đinh nó. Ờ, ok. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Đi Sài Gòn về nó cứ bị vui ấy các bạn ạ. Chứ không phải đi thoả gì đâu, nhưng mà nó cứ bị vui ấy. Sao lại nghiến ngụm cái gì đấy trời. Sao lại nghiến ngụm là sao? Thề luôn đấy, toàn mấy con nghiện vào đây cứ suy bụng ta suy bụng người thôi. Có được chơi gì đâu mà nghiến. Hư thật sự. Vô Sài Gòn có gì mà vui dữ vậy á? Vào Sài Gòn ọp á. Nhưng mà vào Sài Gòn thực ra ở trong Sài Gòn để mà nói bằng những người xem stream Duy nó đếm trên đầu ngón tay à, nó đâu như Hà Nội đâu. Vào Sài Gòn ít người biết mình lắm, chỉ rơi khoảng vài chục người à. Mà trong đấy cũng ok, tôi thích cái phố Bùi Viện, nó khác hẳn Tại Hiện luôn. Tại Hiện, nếu mà so sánh Bùi Viện và Tại Hiện thì tôi cho mẹ mày Bùi Viện 10 điểm và Tại Hiện chỉ 5 điểm thôi. Nói chung là để dịp khác, anh em mà hôm trước không gặp được mình để dịp khác nha mấy anh em Sài Gòn nha. Tại vì Duy đi thời gian nó có 3 ngày nó hơi cập dập á, với cả lần đầu vào nữa nên là nhiều bạn bè để muốn gặp lắm. Mình thì mình chưa vào Sài Gòn bao giờ đâu, nhưng mà mẹ tôi được cái tôi nhiều bạn ở Sài Gòn vãi đái luôn. Nếu mà để mà gặp ấy thì có khi tôi đi cả tháng chỉ có đi gặp người quen nó cũng không hết được. Tôi mày đừng có bốc quét. Một tháng chỉ có đi ăn chùa cũng không hết được bạn. Nhiều bạn ở Sài Gòn lắm. Vô rồi. I got you homie. Ra đây, ra đây. Good job. Ở kia. Ngoan mà, Duy ngoan mà. Duy có biết cái gì đâu, Duy ngoan lắm. Phá đò, phá đủng cái gì, trời. Mày cái đấy vớ vẩn. Tinh tinh. Rồi. Nó mất đáp, đánh em. Ok. Hay lắm em ơi. Ok, từ từ đợi anh nè, anh làm cái này nha. Anh làm cái này nha. I'm fast as fuck, boy. Ồ, cảm ơn em ơi, lồng lủng gì không? Cứu anh, ơi. Sắp anh. Không có. Trời, anh với thế nhở? Sao anh bắn quả này với thế nhở? Với, nó chạy nhanh lắm. Nó chạy nhanh quá.
Nope. Ê, 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 em. Trời ơi, không được mạng luôn trời. Bắt cả cái lát luôn. À đây mạnh lắm ạ. Anh Duy ở ngoài nhìn đẹp trai hơn mọi người ạ. Ok, cảm ơn Sơn nhá. Hello Sơn nhá, hôm nay gặp Sơn ở Sài Gòn vui quá Sơn à. Cảm ơn em nha. Trời ơi, lặn lội ra tận net để tìm anh luôn. Em có hay chơi ở quán net đấy không Sơn? Hay là em ra đấy vì anh thôi? Còn hôm đấy ra chơi để gặp anh ạ. Cảm ơn em Sơn nhá. Ok em. Được quần lò đấy, thế là hợp lý. Phần mạnh ạ. Hay quá em ơi, hay quá em ơi. Đánh quả thế giới luôn em à. Được ai, được ai, được ai Juli ạ. Được anh mới thấy em trưởng thành hơn rồi đấy. Em đã khác xưa nhiều lắm. Ừ, mình gà mà Tuấn. Gà mà xem mình làm gì chi rồi. Gà mà. Trời ơi. Thay vì chat chữ gà thì bạn có thể tìm một cái livestream tốt hơn bạn xem đấy. Chửi nhau làm gì trời. Dạ là Duy gọi là tích đức cho cái vành môi của mình rồi. Không để tụ nghiệp nữa. Bây giờ phải tu rồi. Không chửi bậy đâu. Đúng rồi. Ở đây chúng tôi gọi là kênh văn hóa. Mà anh lướt thẳng người nó luôn trời. À không, anh kiếm răng cưa mà. Anh sợ gì đâu. Không, bây giờ mình mới phát hiện ra là từ lúc mình vào Sài Gòn ấy, mình ngậm ra một điều là kênh của mình rất là nhiều trẻ con, kiểu anh em cấp 2, cấp 3 nhiều vãi đái luôn á, nên là mình phải sửa. Không chỉ bậy được chưa? Hay hay vô. Ơ. Quả đấy em xô em gạt 3 thằng rồi đó. Thôi được rồi. Quả đấy em nhìn rồi. Không sao. Thôi lùi nhá. Ăn luôn. Không nói nhiều. À luôn, luôn em. Đâu ra quánh nha. Ali thả gấu chết luôn, đánh luôn à. Đúng rồi đó. Thôi. Không, put mid cho anh, đừng ăn. Cái len còn R, put mid cho anh. À, thỉnh thoảng chơi game thì thỉnh thoảng vẫn phải chỉ bậy nha. Mình sẽ hạn chế anh em ạ. Cho nó đỡ bị mọi người đánh giá, tại vì anh em biết sao không, hôm trước có bạn Nam Hoàng á, mẹ vào livestream bảo cháu ơi đừng bảo Hoàng xem cháu ít thôi để nó con chấm con, xong kiểu kênh mình hay chửi bậy, mình tự nhiên mình ngại với đái, tự nhiên mình bị ngại á, tại vì có phụ huynh và mình bị ngại á. Đừng đánh em ơi, đợi anh đi, anh ra này. Rồi, tính tiền cho cóc mò các bạn ơi, mời bạn cóc mò đến quầy 20 thanh toán tiền giúp gì các bạn ơi. Không. Đã ăn bánh mì BBQ và cảm thấy nó bình thường, không thấy ngon lắm. Bấm trượt. Thế thôi, đánh xương xương vậy thôi à. Gì đấy? Ôi, điên à? Wow. Thôi, ra đi. Thôi, được rồi, em ơi. Thầy có đông hồ không? Lùi ra xíu cho anh. Đép được nha. Anh đẩy đấy, nhìn cái tân này là anh đẩy được á. Anh bỏ nhà luôn á. Chúng nó ôn là chúng nó thua nha. Nope. Trời ơi, mình bắn hai nhấp mà, sao lại được một viên trời. Sao tự nhiên hai kia lại chết á? Em chả biết luôn. Phải tập trung anh em ơi, mình carry chính tập trung cái đã nhá. Ồ, 2-2. Có rồi. Ê, theo anh nha, từ từ nha. Okay. Đẩy lại cái mid. Có thằng nào yếu nhỉ? Thằng Alius chạy top đi. Top đi. Top đẩy lên trụ 2 đã đi. Trời ơi. Quả này lấy 2 len ngon hơn à. Nó không biết đẩy top luôn. Em ơi, từ đánh bait này. Lên top nào. À, nó đánh vậy bảo sao không thua trời. Thôi em ơi, góc này kẹt. Ôi. Giết luôn, đứng trước mặt cho anh, đứng trước mặt nó. Ok. Trời ơi. Khó thở quá. Em hết mắt rồi. Cho anh lồng. Ôi, từ, Julie ơi. Ra nữa này. Đánh được mà.
Không tha đâu, không tha đâu, anh kiểm tra cường à. That's the wrong number. Được của lão em.